Số 1. Số 1 trong thần số học đại diện cho con đại bàng. Đấy. Đại bàng. Và đại diện cho chữ D. Đấy. Số 1 đại diện cho con đại bàng và đại diện cho chữ D thì mình học nhớ nhanh lắm, 5 phút là nhớ luôn. Đấy. Số 2. Số 2 của chúng ta là số 2 đây này, đại diện cho tình yêu hòa giải đàm phán đúng không ạ? Thì đại diện cho tình yêu này, tình yêu này. Chỉ thích lãng mạn thôi. Hòa giải này. Và đàm phán. Đấy, thì số 2 ở đây đại diện cho cái chữ cái đó là DS. Số 2 đại diện cho DS nha. Rồi. Cái thứ ba. Số 3 ở đây là đại diện cho cái gì? Nói nhiều, truyền cảm hứng. Đúng không? Nói nhiều. Truyền cảm hứng. Truyền nước. Truyền cảm hứng. Đấy, truyền cảm hứng ở đây. Đại diện cho gì ạ? Đó là chữ I và DI và ID. Số 3 là em. Rồi, chúc mừng Giang Oanh. Đấy, Giang Oanh như thế này là thiên thần bán hàng rồi. Thầy yên tâm là Giang Oanh rồi. Đấy. Rồi, ok. Tiếp theo số 4. Là số 4. Thầy cũng có nhiều số 4 lắm ấy nhá. Trong thần số học là thầy là 44 đấy. Thầy cộng vào là 8 đấy. Nên là thầy có khả năng đúc kết quy trình và viết quy trình rất nhanh. Số 4 ở đây đại diện cho sự chi tiết. Chi tiết. Quy trình. Và nguyên tắc. Nguyên tắc. Tại vì số 4 là tự viết nguyên tắc vào trong đầu xong rồi tự sống theo cái nguyên tắc đó, đúng không? Và họ rất là kỷ luật luôn, vô cùng kỷ luật luôn. Đấy thì đó là số 4. Thì số 4 này đại diện cho cái gì ạ? Chữ C, DC. Đấy và CD. Đấy. Tiếp tục, số 5. Đại diện cho cái sự gì ạ? Đó là số 5, anh chị làm mà có số 5 trong spa anh chị nhá, nó chỉ có vui thôi, vui tột độ thôi, không thể buồn được, tại vì số 5 đại diện cho cái sự là vui vẻ, hài hước, khám phá và bán hàng rất là tốt. Thì số 5 đại diện cho cái sự đó là vui vẻ này, năng lượng này, năng lượng này, đấy, khám phá này. Đấy, hoặc là nó giống như kiểu như là đi khai phá thị trường ấy. Số 5 là number one luôn, số 1 luôn. Thì số 5 đại diện cho tính cách đó là DI này. Đấy, DI này, I này. Đấy. ID này. Đấy. Đấy là số 5. Còn số 6. Số 6 thì thôi rồi. Thôi rồi lượm ơi luôn. Số 6 đại diện cho con chim bồ câu. Số 6 thì đại diện cho nó gọi là tình yêu thương. Tình yêu thương. Tình yêu. Tình yêu thương. Đấy. Và cộng đồng. Cộng đồng. Số 6 là sinh ra giống như Bác Hồ ấy, là chuyên nghĩ cho cộng đồng, nghĩ cho đất nước. Thầy là sứ mệnh 6 đấy anh chị ạ. Nên là khổ lắm. Nên là giờ mới đang có mặt trong cái Zoom này đào tạo mọi người đấy. Đúng không ạ? Đó là luôn luôn mong muốn là giúp cho cộng đồng tốt đẹp hơn và luôn luôn mong muốn là để một cái điều gì đó cho cộng đồng. Đấy đó là số 6. Số 6 đại diện cho người nhóm S. S là nhiều. Đúng không ạ? Nhiều nhóm S hoặc là nhóm DS. SD. Đấy. Thì thầy sẽ viết theo thứ tự đó là 1, 2, 3 nhá. S là đầu tiên, DS thứ hai và SD thì thứ ba. Đấy, nhưng mà đầu tiên nó vẫn là chữ S đấy. Còn thứ bảy. Thứ bảy. Ở đây. Số 7. Đại diện cho cái gì ạ? Đó là chiến lược. Đại diện cho cái gì ạ? Đó là đúc kết. Đúc kết. Cầu toàn. Và gì ạ? Và đúc kết này, cầu toàn và khả năng học, khả năng học mọi thứ. Tại vì số 7 là khả năng người ta rất thích học, người ta đẻ nó ra trên cái đời này họ chỉ thích học thôi. Ví dụ như nếu có một cái phần thưởng gì đó thưởng cho số 7 là điều đầu tiên là thưởng họ đi học, họ rất thích đi học, tại vì học là họ là số 1 trong cuộc đời của họ. Sau đó thì họ đến thứ hai là họ mong muốn đi tìm chân lý của lẽ phải của cuộc sống, nên họ sẽ đi tìm là Đức Phật là ai, Đức Phật đẻ ở đâu, tại sao có kim tự tháp, tại sao lại có YouTube là ai, tại sao lại đẻ ra YouTube. Họ lúc nào họ họ cũng hỏi cái câu tại sao, đúng không ạ? Thì số 7 thì liên quan đến sự đúc kết thì thầy sẽ cho vào đây đó là C, CD, C. Đấy là nhiều. Đấy. Số 7.
Đường đời một, đúng rồi, đường đời một thì là lãnh đạo rồi, đại bàng rồi. Số 8. Đây, số 8 viết trên này nha. Số 8. Số 8 ở đây. Số 8 thì đại diện cho kinh doanh, đúng không ạ? Kinh doanh và đại diện cho sự con số, gọi là gì nhỉ? Kinh doanh này, con số này. Mô hình này. Tạo ra các mô hình kinh doanh này. Đấy, thì đại diện cho chữ gì đây? Đó là chữ D này. Con số là kinh doanh này, D này, DI này, đấy, DS này. Đấy, số 9. Cuối cùng. Đó là sự tha thứ. Sự tha thứ và bao dung, bao dung. Tiếp theo đó là gì ạ? Đó là truyền giáo. Truyền giáo được gọi là truyền đạo đấy. Sâu sắc. Sâu sắc. Đấy, thì đây là nhóm D, S này, D, S này và S, C này. Đấy, D, S và S, C. Đấy, đây là 9 chữ cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ở trong thần số học. Nhiệm vụ của mình chỉ cần học thuộc 9 số này thôi và sau đó mình ghép chữ vào với nhau, thế là xong. Đúng không ạ? Mình chỉ cần học mất 5 phút thôi. Hãy lấy ví dụ, anh chị là đường đời một thì đấy. Đường đời là gì ạ? Sinh ra để làm đại bàng, để làm lãnh đạo và chúng ta gì ạ? Chỉ nói chuyện về con số thôi. Nhưng mà thầy có một cái bí mật như này nhá, để thầy chinh phục nhân tâm của các nhân viên, anh chị có muốn nghe không? Nó có một chỉ số duy nhất thôi, thầy hay hay tập trung vào chỉ số này rất là nhiều. Tại vì trong thần so nó tận 20 mấy chỉ số mà, nhưng mà để mà mình đọc hết ra thì mất thời gian lắm, mất cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà thầy thì thầy lười nên là thầy chỉ mất đúng 1 phút thôi là thầy xong. Thứ nhất là thầy chỉ tập trung vào con số về linh hồn. Linh hồn là cái thầy chú trọng nhiều nhất, đó là những cái thứ bên trong mà bạn ấy không bao giờ nói ra cho ai biết. Ví dụ như linh hồn một là linh hồn là gì ạ? Là rất thích, thầy muốn bạn ấy hạnh phúc tột cùng nhá. Nếu mà bạn ấy linh hồn một, ở đây có ai linh hồn một không? Comment cho thầy biết xem nào. Anh chị đang là linh hồn mấy? Anh chị comment xuống bên dưới để thầy nói xem anh chị có phê không nào. Anh chị đóng vai là nhân viên của thầy đi, để thầy chinh phục trái tim của anh chị chỉ trong đúng 1 phút thôi. Thì đây là một cái kỹ thuật mà thầy sử dụng trong nhiều năm qua. Thầy sẽ quan tâm cái phần linh hồn nhiều hơn. Tại vì linh hồn là một cái thứ thỏa mãn ở họ bên trong, họ hàng ngày họ khao khát đạt được. Chứ còn phần đường đời và sứ mệnh đến là cái con đường dài rồi, đó là tầm nhìn dài hạn của họ rồi. Nhưng còn linh hồn là tầm nhìn ngắn hạn, thì thầy sẽ chinh phục từ cái ngắn hạn đó trước, đúng không ạ? Đây. Anh chị comment cái linh hồn của mình đi. Ví dụ như chị Giang Oanh đi, số 18, linh hồn 8 chẳng hạn, đúng không? Thì thầy sẽ chinh phục chị Giang Oanh như sau, là thầy chỉ nói về tiền thôi. Thầy chỉ nói về sự công bằng thôi, thì chị Giang Oanh sẽ sung sướng tột cùng và tột độ, đúng không? Và thực tế, chứ bây giờ mà số linh hồn 8 mà thầy rủ đi xem bói thì chị Giang Anh sẽ không bao giờ thầy chị Giang Anh tin đâu. Đúng không? Chị Giang Anh đúng nhận sai cái. Đúng rồi, bắt đầu đến bạn Trang, dự tính 60, bạn Trang là linh hồn 1. Thì đối với bạn Trang là nhân viên của thầy nhá, thầy sẽ thưởng bạn Trang như sau: khi bạn Trang tháng này mang về cho thầy được 1 tỷ tiền tiền doanh thu spa đi, thầy sẽ thưởng bạn Trang là gì ạ? Thầy sẽ cho bạn Trang nhận được nhiều cái trách nhiệm hơn, thầy sẽ cho bạn Trang là gì ạ? Lên chức và thầy sẽ vinh danh bạn Trang trước mặt mọi người và thầy sẽ bảo là gì ạ? Bạn Trang là một nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm tuyệt vời, chứ thầy không nói về nhiều tiền đâu, thầy sẽ tập trung vào nói về cái gì ạ? Cái quyền lợi và chịu trách nhiệm, bạn Trang sẽ được nhận chịu 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 trách nhiệm như thế nào và mở rộng cái quyền lực của bạn Trang ra nhiều hơn. Sau cái thứ hai thầy mới thưởng tiền cho bạn Trang, thì đấy là cái chỉ số hạnh phúc của bạn Trang ở bên trong. Bạn đúng nhận sai cái Trang nhá. Bạn Trần Thị Huyền, linh hồn 9. Đối với linh hồn 9 như thế này thì thầy biết luôn bạn Huyền có một cái trực giác quá tốt nên là thầy không thể nói dối bạn Huyền được. Tại vì sinh ra cái linh hồn 9 là có một cái trực giác, đó là trực giác về nhạy cảm. Nên là bạn ấy phát hiện ra ai nói dối bạn ấy biết luôn, nhưng mà bạn ấy toàn cho người khác lừa dối mình thôi. Đối với linh hồn 9 như thế này thì thầy cần phải cái sự rõ ràng, rất rõ ràng, đó là giết gió lâu ngay. Tại vì linh hồn 9 là một cái linh hồn, đó là một khi đã quên là quên luôn. Nên là họ một khi đã quyến luyến thì họ quyến luyến rất là lụy tình, nhưng một khi đã quên là quên luôn, họ rất rõ ràng. Và cái tiếp theo là gì, họ rất thích là theo thiên hướng là gì ạ, là thưởng những cái gì liên quan tới sâu sắc một tí. Cái vật phần thưởng của thầy có phải có ý nghĩa và có câu chuyện. Ví dụ thầy sẽ thưởng cho bạn đấy một cái bức tranh, nhưng bức tranh này nó phải có câu chuyện rất là sâu sắc thì bạn đấy rất là ok. Đúng nhận sai cãi Huyền nha. Linh hồn 9 thì tuyệt vời rồi, rất là tha thứ, rất yêu thương. Như kiểu như là bảo là linh hồn 9 là sao ạ, là bạn bạn ấy lúc nào cũng mong muốn là gì ạ, mong muốn người khác tha thứ, bạn này bao dung nhiều, nhưng mà một khi đã hết bao dung thì thôi cũng cũng rất là mạnh mẽ luôn, trực giác tốt, cũng mong muốn cho đi nhiều. Yến điềm đạm, ồ Yến điềm đạm
sứ mệnh năm. Ui rồi Yến đẹp đạm toàn số 5 như thế này thì thôi tốt nhất là ở ngoài đường đi Yến ạ. Tại vì sứ mệnh năm năng lượng như này nó dư thừa nhiều quá. Dư thừa nhiều quá này thì mình nên đi ở ngoài đường nhiều thì mình nghĩ được nhiều ý tưởng và tốc độ hành động cao. Ninh hồn năm thì liên quan tới cái sự đó là gì ạ? Đó là mong muốn là phát triển một cái vùng đất mới này, lúc nào cũng mong muốn là phát triển quy mô lớn này, chuỗi này, hệ thống này, hoặc là thậm chí là rất là mong muốn là khám phá những cái, thường thường là có hai loại khám phá, một là khám phá về ẩm thực, về đồ ăn, hai là khám phá về văn hóa và đời sống. Thì bạn Yến này sẽ văn hóa và khám phá về đồ ăn, mới lại khám phá về cái địa phương đó, là tập trung vào đồ ăn là nhiều và cái trải nghiệm là nhiều, cái cảm xúc, cái trải nghiệm ấy. Còn những bạn nào mà có linh hồn 7 thì tập trung vào văn hóa và đời sống của cái địa phương đó, đó là cái trải nghiệm của mỗi bạn khác nhau. Sứ mà thầy đang nói về linh hồn thôi, đừng không cần phải có mình sứ mệnh đâu, thầy đang nói về linh hồn mà. Rồi, số 24 Thu Huyền linh hồn 7. Đối với linh hồn 7 như thế này thì thầy linh hồn 7 là linh hồn có cái định nghĩa, rất nhiều cái định nghĩa trong đầu. Đấy. Và đối với linh hồn 7 như này thì theo thầy thì thầy sẽ cho Thu Huyền đi học, thầy sẽ cử đi học nhiều lên để mở rộng cái vùng hiểu biết ra. Đấy. Cái tiếp theo nữa là linh hồn 7 thì thầy sẽ cho đi du lịch một mình, tại vì linh hồn 7 rất thích đi du lịch một mình. Đúng nhận sai cãi cái số 24 ơi. Rồi. Linh hồn 8 thì thầy chia sẻ rồi, linh hồn 8 này cứ nói chuyện về tiền bạc, với sự công bằng thôi, nói về thực dụng và thực tế thôi, tại vì linh hồn 8 là dưới mặt đất chứ không phải trên trời được. Nên mình phải nói gì phải nó có, phải có logic, phải có luận chứng thì người ta mới hiểu. Đúng không? Cứ đập tiền vào mặt ý, thì linh hồn 8 là tự động vui và hạnh phúc à. Rồi. Sao lại thảo Maroko 269 này? Thảo thảo Makoto comment cho thầy một số thôi, đó linh hồn là gì thôi. Đấy, như chị Nguyễn Hà là số 3 đây này. Nếu mà chị Nguyễn Hà làm nhân viên của thầy, điều đầu tiên là khi mà chị Nguyễn Hà đặt mục tiêu, điều đầu tiên là thầy sẽ cho chị Nguyễn Hà nói 2 ngày 2 đêm, chia sẻ cái hành trình làm sao đạt được con số như thế, thì chị Nguyễn Hà chỉ thích nói thôi. Đấy. Rồi, ok. Bạn Phạm Phượng là số 22, hai số 22 cộng vào là 4 thì thầy sẽ nó sẽ thưởng bạn Phạm Phượng một chuyến du lịch cùng với chồng với con, tại vì số 22 liên quan tới gia đình với yêu thương, rất thích đi lãng mạn một cái chỗ nào đón sunset, đi ngắm hoàng hôn. Và thầy sẽ cho bạn Phạm Phượng cầm những cái gì nó liên quan tới, đó là số 4 mà, số 4 thì nó cũng thực dụng lắm, thì thôi thầy cũng thưởng thêm tiền nữa nhá, đi sunset cộng thêm 10 triệu nữa. Ok rồi, Đoan Nguyễn linh hồn 7, linh hồn 7 thì vừa nãy thầy bảo rồi đấy, là phải cho đi khám phá thế giới, mẹ cho đi đi một mình, thì thầy sẽ cử Đoan Nguyễn đi khám phá thế giới Campuchia một mình, và sang đấy thì tìm hiểu cho thầy thị trường bên đấy, thì Đoan Nguyễn sẽ là người ok đi ha. Đấy, ví dụ như vậy ha. Rồi. Kỹ sư đo đường Yến. Linh hồn 7 rồi, ok, tiếp tục đi ạ. Thu Hiền đúng luôn thầy ạ. Chị Vân Trang linh hồn 3, đối với chị Vân Trang thì cho chị đứng lên sân khấu, cho chị hát từ sáng đến tối là hạnh phúc rồi. Ví dụ như chị Vân Trang làm nhân viên của thầy thì chị thầy mà biết chị Vân Trang linh hồn 3 thì ngày nào thầy cũng gọi chị Vân Trang đến hát, ngày nào thì thầy cũng gọi chị Vân Trang lên chia sẻ, thì đấy là cái điểm hạnh phúc của chị Vân Trang, và thầy sẽ ghi nhận và khen ngợi chị Vân Trang trước đám đông, và thầy sẽ tôn vinh tột cùng của chị Vân Trang lên, thì chắc chắn chị Vân Trang sẽ hạnh phúc, tại vì chị Vân Trang cái cảm xúc chị ấy là mạnh mẽ, rất là mạnh. Sau đó thì đến tiền rồi. Ôi đúng luôn. Thế Ngọc Bốt chơi đâu rồi? Ngọc Mai Bốt chơi đâu rồi? Linh hồn mấy nào? Chưa thấy Ngọc Mai Bốt chơi comment rồi. Sáu thầy ơi à. Đối với chị Ngọc Mai Bốt chơi thì như thế này thì cứ nói chuyện là chị Ngọc Mai Bốt chơi mà linh hồn 6 thì thôi rồi. Thôi rồi lượm ơi rồi. Linh hồn của cái sự gì ạ? Nhường nhịn. Đúng ạ, linh hồn của cái sự là dạo cứ muốn mọi người tới nhà mình ăn cơm, thì đối với chị Ngọc Mai nhá thì thầy sẽ tổ chức một bữa cơm, thầy sẽ mời chị Ngọc Mai tới nhà thầy ăn cơm, hoặc là thầy sẽ tới nhà chị Ngọc Mai, thầy sẽ ăn cơm cùng chị Ngọc Mai, để thầy sẽ ăn những món cơm của chị Ngọc Mai nấu, hoặc là sẽ làm những cái điều mà liên quan tới gia đình nhiều, hoặc là tới quây quần, hoặc là tụ họp với nhau tại tại một cái địa điểm mà chị Ngọc Mai yêu thích, hoặc là thầy sẽ thưởng cho chồng chị Ngọc Mai cùng với chị Ngọc Mai đi chơi cùng với gia đình của nhà mình, đi đi ngắm hoàng hôn tại ở đảo Bình Hưng, ví dụ thế. Thì chị Ngọc Mai rất thích về gia đình, thế là số 6 là thầy chỉ nói chuyện về gia đình thôi đấy.